Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và mọi người có thể thấy bên cạnh Vân đây, đây là một mẫu chậu rửa đặt bàn rất là cổ điển. Thì mọi người còn chần chừ gì mà không cùng Vân tìm hiểu mẫu sản phẩm này nhé. Ở đây là một cái mẫu chậu được làm bằng sứ. Mọi người có thể thấy là nhìn những cái hoa văn của nó rất là vintage. Đây ở ngoài sẽ là những cái hoa văn hình hoa này. Đó. Và ở phía bên trong cũng sẽ là những cái hoa văn này nè, được làm viền rất là đẹp. Phía bên trong này sẽ cũng sẽ là những cái điểm nhấn và những chú cá này. Đây mọi người có thể thấy. Thì đây là mẫu chậu lavabo đặt bàn hình tròn. Và nó sẽ có cái đường kính là 42cm. Đây. Và cái chiều cao của nó sẽ là dao động khoảng là 12-13cm. Rồi này. Thì ở bên trong này mọi người có thể lưu ý là sẽ có thêm cả cái lỗ để mà chúng ta đặt thêm cái bộ xẻ, để mà kết hợp với được nhiều cái bộ xẻ khác nhau. Rồi với cái mẫu chậu rửa đặt bàn như thế này á, thì mình sẽ có thêm một cái mẫu vòi đặt bên ngoài. Thì chúng ta sẽ kết hợp với cái vòi cổ cao. Đây, như ở đây mình kết hợp. Đây là mình chọn một cái mẫu vòi cổ cao, nó màu vàng đồng. Và nó sẽ có cái chiều cao của vòi này là 33cm. Và từ cái đầu vòi vào tâm vòi là 16cm. Đây. Cái phần vòi nó sẽ được thiết kế hơi chết xuống để mà nước nó không bị văng ra bên ngoài. Vòi cũng sẽ sử dụng hai chế độ gạt cực gù để mà điều chỉnh được cái lưu lượng cũng như là cái chế độ nóng lạnh theo cái nhu cầu của chúng ta. Đây. Các bạn có thể kết hợp rất là nhiều theo nhiều cái kiểu là mặt bàn bằng đá này, mặt bàn bằng gỗ, làm sao cho nó phù hợp với cái tổng thể nhất. Thì để có thể biết thêm những thông tin cũng như là những cái chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở một video sau. Bye bye.